Hi, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này, mình hướng dẫn các bạn 8 cách các bạn có thể kiếm tiền trên app Mervin. App Mervin là app của Ngân hàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về cái uy tín thì các bạn không cần phải lăn tăn nữa. MB là ngân hàng chi trả hoa hồng hấp dẫn nhất trong tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Tại vì cái chương trình kiếm tiền ở bên MB thì ngân hàng đã triển khai vài năm nay rồi và cái tổng tiền mà ngân hàng chi trả cho người tham gia rất là khủng. Đây các bạn nhé, đây là tiền thưởng khi tham gia ngân hàng MB, tiền sẽ được cộng thẳng vào tài khoản thanh toán này. Và đây là tổng tiền thưởng mà mình nhận được từ khi tham gia MB. Cái tài khoản này thì mình tham gia từ tháng 6 đến hiện tại là tháng 10, có nghĩa là mình tham gia 4 tháng và tổng tiền thưởng mình nhận được là hơn 200 triệu. Tiền thưởng này hoàn toàn là tiền mặt nhé. Hiện tại rất là nhiều bạn tham gia kiếm tiền trên app MB và cái tổng tiền thưởng mà người ta nhận được còn lớn hơn mình rất là nhiều lần. Đây, ngân hàng trả thưởng rất là uy tín, các bạn có thể yên tâm tham gia. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề chính hôm nay luôn, là mình hướng dẫn các bạn 8 cách các bạn có thể kiếm tiền trên app MB. Đây thì trong video này mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà mình đã kiếm tiền từ app MB như thế nào, cụ thể là những cái phương pháp để các bạn có thể kiếm tiền. Rồi, cách đầu tiên đó là các bạn tiến hành đăng ký tài khoản và nhận thưởng 30.000 tiền mặt. Cách này dành cho những bạn nào chưa có tài khoản MB nhé. Hiện tại thì MB đang chi trả tiền thưởng. Khi bạn đăng ký tài khoản theo đường link giới thiệu, các bạn sẽ được tặng 30.000. Tiền thưởng này các bạn có thể rút về tiền mặt hoặc là để trong app để sử dụng, vì đây là app của ngân hàng. Rồi, thì những bạn nào mà chưa có tài khoản ngân hàng MB, các bạn lên YouTube, các bạn gõ cho mình cái từ khóa đó là đăng ký MB Bân Trần Gia Linh, sẽ ra video hướng dẫn này của mình. Các bạn làm theo hướng dẫn video này, các bạn sẽ được tặng 30.000 trong tài khoản. Hoặc không thì bạn có thể kéo xuống phần bình luận, mình có để cái đường link hướng dẫn ở bên dưới nhé, các bạn có thể nhấp vào xem luôn. Tuy nhiên các bạn nhớ là cái điều kiện các bạn nhận thưởng ở đây là các bạn phải đăng ký theo đường link của người giới thiệu, vì đây là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cũ và khách hàng mới. Chỉ có ai đăng ký theo đường link giới thiệu thì mới nhận được hoa hồng thôi. Nhiều bạn đăng ký xong không nhận được 30.000, sau đó comment ở trên kênh của mình. Khi mà mình hỏi thì các bạn bảo là các bạn tự tải app trên CH Play hoặc App Store, hoặc các bạn tải từ các cái trang không chính thức từ MB. Cái video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản MB cũng như là cái đường link giới thiệu thì mình sẽ để dưới phần mô tả bình luận, các bạn nhấp vào để đăng ký nhé. Rồi, tiền ở đây thì mình cũng lưu ý luôn, đó là mình có bắt gặp một số thông tin ở trên các cái nền tảng các bạn quảng cáo là khi đăng ký tài khoản MB được nhận thưởng 500.000, 800.000. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật nhé. Bên ngân hàng MB chỉ trả thưởng cho bạn 30.000 sau khi đăng ký thôi. Còn các cái thông tin đó là nhằm mục đích tăng cái lượt tham gia, tăng thu hút, nhằm nhiều cái mục đích khác nhau. Do vậy các bạn không nên làm theo các hướng dẫn đó, tránh mất thời gian và bị lừa nhé. Tại vì app MB là cái app kiếm tiền rất hot, cho nên rất là nhiều người lợi dụng để quảng bá sai sự thật. Rồi tiếp theo, cách thứ hai để các bạn có thể kiếm tiền trên app MB, đó là các bạn tham gia chương trình giới thiệu bạn ở trên app MB. Ví dụ sau khi các bạn đã có tài khoản rồi, các bạn có thể tham gia cái chương trình giới thiệu bạn. Với một lượt giới thiệu thành công thì bạn nhận được 50.000 và người kia nhận được 30.000. Đây nhá, ví dụ sau khi bạn đã có tài khoản rồi, các bạn vào app MB này, các bạn vào cái phần MB cộng cộng ở dưới màn hình. Đây nhá, các bạn vào phần MB cộng cộng ở dưới màn hình này. Rồi sau đó các bạn vào cái phần giới thiệu nhiều nhận tiền triệu. Ở trong này sẽ có cái phần để lấy đường link giới thiệu nhé, các bạn nhấp vào cái phần giới thiệu ngay này. Rồi sau đó các bạn sẽ gửi sang Zalo, Facebook nhé. Các bạn sao chép này, các bạn nhấn vào sao chép ở đây, hoặc các bạn có thể gửi trực tiếp qua Zalo luôn cũng được. Đây, ví dụ mình nhấn sao chép này, sau đó mình sẽ về Zalo, mình gửi tin nhắn qua Zalo. Đấy, thì đây chính là đường link giới thiệu các bạn nhé. Đây là cái đường link giới thiệu các bạn này. Các bạn có thể lưu cái đường link này ở trên Zalo nhé. Thì sau này khi bạn giới thiệu, bạn chỉ cần vào Zalo và copy là được. Các bạn có thể nhấn chuyển tiếp ha, sang người khác, và các bạn có thể copy đường link này rồi gửi cho người khác nhé. Copy dán thôi. Đây, copy rồi dán này, nhấn giữ tay rồi dán này. Thì những ai mà đăng ký theo đường link giới thiệu này của bạn thì bạn sẽ được hoa hồng. Hoa hồng các bạn nhận được là 50.000, còn cái người kia, cái người đăng ký sẽ được 30.000. Để ví dụ như người ta nhấp vào cái đường link này, cái này là cảnh báo của Zalo thôi. Không sao cả nhé, các bạn nhấn vào tôi đã hiểu và tiếp tục. Đấy, hệ thống sẽ dẫn tới cái phần đăng ký ngay này.
Sau khi mà cái người kia người ta đăng ký theo đường link của bạn thì cả hai sẽ được cộng tiền thưởng ngay. Còn trường hợp mà chậm trễ thì tầm 1 tới 3 ngày các bạn sẽ nhận được tiền thưởng nhé. Các bạn giới thiệu được 1 người thì bạn được 50.000, giới thiệu 2 người thì được 100.000 và cứ như thế nhân lên. Rồi mình vào lại cái phần MB cộng cộng này. Đấy ha, các bạn có thể đọc thêm cái điều khoản trong cái phần chi tiết chương trình ở đây nhé. Ngoài cái phần thưởng 50.000 tiền mặt á, thì các bạn còn được thêm cái phần thưởng bonus. Bonus này có nghĩa là nếu các bạn đạt cái mốc giới thiệu nào đó thì các bạn sẽ được thưởng thêm. Ví dụ các bạn giới thiệu được 5 lượt á, thì các bạn sẽ được thưởng thêm 50.000. Nếu các bạn giới thiệu thành công 10 lượt thì bạn sẽ được thưởng thêm 200.000. Các bạn giới thiệu 20 lượt các bạn được thưởng thêm 300.000. Tức là ngoài cái phần thưởng 50.000 đồng cho một lượt giới thiệu á, thì các bạn còn được thưởng thêm cái phần bonus ở đây nếu mà đạt mốc giới thiệu. Rồi đó là cái phần thưởng bonus. Ngoài ra cái phần thưởng hấp dẫn hơn nữa đó là các bạn có thể tham gia cái chương trình đua top nhé. Đua top có nghĩa là ví dụ các bạn giới thiệu được nhiều lượt đăng ký nhất thì bạn sẽ đứng top 1, và cái phần thưởng top 1 đó là 10 triệu đồng tiền mặt ở đây. Rồi top 2 là 9 triệu, top 3 là 10 triệu, cho đến top 10 là 1 triệu ha. Tiền thưởng ở đây là hoàn toàn là tiền mặt nhé, rất là uy tín. Ngân hàng sẽ trả thưởng cho bạn và có đăng lên ở trên fanpage của ngân hàng nữa. Rồi thì đó là cách thứ hai để các bạn có thể kiếm tiền với MB, đó là các bạn có thể giới thiệu bạn bè. Với một lượt thành công thì bạn được 50.000 tiền mặt. Ngoài ra các bạn còn có thể tham gia cái phần thưởng bonus và phần thưởng top hàng tháng. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trong cái phần chi tiết chương trình nhé. Rồi, cái cách thứ ba để các bạn có thể kiếm tiền với app MB, đó là các bạn tiến hành tạo nhóm ở trên app MB. Ở trong app MB sẽ có cái phần tạo nhóm nhé. Ở đây là mình đã tạo nhóm rồi, còn nếu các bạn chưa có tạo nhóm nào thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần tạo nhóm. Sau đó các bạn nhấp vào thì các bạn sẽ tiến hành đặt tên cho nhóm nhé. Sau đó các bạn sẽ thêm thành viên. Đây ví dụ mình sẽ vào cái nhóm của mình. Thêm thành viên thì bạn nhập cái số điện thoại của thành viên vào. Sau đó nó sẽ hiện cái tên của cái người đó. Các bạn nhấn vào gửi lời mời là được. Cái người kia phải đăng nhập vào app MB của người đó nhé. Và tiến hành xác nhận lời mời tham gia nhé. Thì các bạn mới là thành viên của một cái nhóm. Đây các bạn không có giới hạn số lượng thành viên nhé. Các bạn mời bao nhiêu người cũng được. Nhấp vào nhóm nhé. Mỗi thành viên sẽ lấy cái đường link đi giới thiệu. Đấy, và khi các bạn nhóm các bạn đạt cái mốc giới thiệu ở đây thì bạn sẽ được phần thưởng. Ví dụ nhóm các bạn giới thiệu được 100 người thì cả nhóm sẽ được thưởng 200.000. Rồi nhóm các bạn giới thiệu được 200 người thì sẽ được thưởng 500.000. Giới thiệu được 500 người thì được thưởng 1.500.000. Giới thiệu 1.000 người thì sẽ được thưởng 3 triệu. Tuy nhiên cái phần thưởng ở đây sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm nhé. Ví dụ như cả nhóm các bạn giới thiệu được 100 người đi, nhưng mà trong đó riêng bạn giới thiệu được 50 người thì bạn sẽ được thưởng là 100.000 nhé. Có nghĩa là cái tiền thưởng sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm. Ai giới thiệu được nhiều thì sẽ được tiền thưởng nhiều. Và khi mà nhóm các bạn đạt cái mốc giới thiệu cuối cùng là 1.000 người đăng ký này thì sẽ được quay lại từ đầu ha, quay vòng lại từ đầu và cứ tiếp tục như vậy nhé. Đấy thì cái hay của cái việc tạo nhóm này là nhóm các bạn càng đông và lượt giới thiệu càng nhiều thì các bạn sẽ nhân có tiền thưởng và có nhiều thu nhập. Rồi thì đó là cách kiếm tiền với MB bằng cái việc tạo nhóm. Rồi cái cách thứ 4 mà mình muốn chia sẻ các bạn đó là các bạn có thể đăng bài trên các hội nhóm Facebook. Các bạn sẽ tìm kiếm khách hàng trên các hội nhóm Facebook. Các bạn đăng các cái status giống như là mở tài khoản ngân hàng số đẹp, số tư quý hoặc là mở tài khoản ngân hàng trúng số điện thoại được trả thưởng 30.000. Đấy, hiện tại thì nhu cầu mở tài khoản tại nhà rất là cao. Đặc biệt là cái nhu cầu mở tài khoản theo số điện thoại nhé và số đẹp. Các bạn có thể đăng các status kiểu như vậy trong các cái nhóm chợ này, nhóm sinh viên này, nhóm mẹ bỉm này, vân vân. Rồi thì đó là cách thứ tư. Cách thứ năm, các bạn có thể gia tăng thêm thu nhập với app MB, đó là các bạn có thể trả công cho người đăng ký và xây dựng cộng đồng. Ví dụ như khi các bạn giới thiệu được một lượt cài app á, thì các bạn được tiền thưởng 50.000. Thì bây giờ các bạn có thể tuyển người cài app và các bạn chia lại hoa hồng cho cái người kia. Ví dụ như chia lại 20 hoặc 30.000 gì đó thì các bạn vẫn có lời nhé. Thay vì các bạn đăng các status mở tài khoản ngân hàng thì các bạn có thể đăng các status là tuyển người cài app trả công cao. Đấy, như vậy chẳng hạn.
Bạn có thể tham gia các hội nhóm kiếm tiền này, các cái hội nhóm sinh viên, học sinh. Và các bạn đăng status cần người cài app công cao, lương chuyển khoản ngay. Đó, thì bên MB trả thưởng ngay sau khi đăng ký. Cho nên là các bạn cũng có thể chuyển tiền cho người ta luôn để tạo cái sự uy tín. Đấy, và bạn cũng có thể xây dựng cộng đồng. Xây dựng cộng đồng ở đây có thể là các bạn tạo các cái group ở trên Facebook, hoặc các bạn có thể tạo nhóm Zalo và add mọi người vào nhóm. Và sau này các bạn có những app nào kiếm tiền á, đăng ký và kiếm tiền thì bạn có thể mời họ đăng ký ha, mời họ tham gia và chia lại hoa hồng cho người ta. Rồi, tuy nhiên thì những cách mà mình hướng dẫn ở trên á, thì các bạn vẫn phải bỏ công đi tìm kiếm khách hàng. Vậy thì có cách nào để người ta tự đăng ký mà các bạn không cần phải đi mời từng người hay không? Thì các bạn sẽ có các cách tiếp theo. Đó là cách thứ 6, các bạn tiến hành viết blog hay còn gọi là website. Bạn sẽ tạo ra website, viết những bài viết chia sẻ về cách đăng ký tài khoản MB, cách kiếm tiền với app MB, cách tạo tài khoản ngân hàng, vân vân. Rất là nhiều người đang làm và rất là thành công. Trong mỗi bài viết thì bạn sẽ để cái nút đăng ký, và khi mà họ đăng ký theo đường link của bạn thì bạn sẽ có hoa hồng. Bạn có thể tham khảo cái đường link bài viết mình để dưới phần mô tả bình luận nhé. Các bạn tham khảo để biết cách viết blog như thế nào. Cái cách kiếm tiền bằng blog này thì các bạn cần phải có kỹ năng về sale. Ở trên kênh YouTube của mình thì có rất là nhiều hướng dẫn, các bạn có thể vào kênh mình tham khảo nhé. Rồi cách thứ 7 để các bạn có thể kiếm tiền với app MB, đó là các bạn có thể làm video. Thay vì các bạn tạo website, viết bài thì các bạn có thể làm các video hướng dẫn, giống như là video mình đang hướng dẫn các bạn đây. Các bạn làm video hướng dẫn các cái từ khóa như là cách kiếm tiền MB này, cách đăng ký tài khoản MB này, vân vân. Các bạn có thể làm video trên TikTok hoặc trên YouTube nhé. Ví dụ khi bạn gõ cái từ khóa đăng ký mới bên Trần Gia Linh sẽ ra video hướng dẫn của mình này. Các bạn có thể xem video này tham khảo và làm theo. Hoặc ở trên TikTok cũng tương tự nhé. Các bạn cũng có thể làm video hướng dẫn đăng ký này, hướng dẫn kiếm tiền tại nhà này. Và trong mỗi video các bạn để link đăng ký ở dưới phần mô tả của YouTube hoặc đường link bio ở trên TikTok nhé. Với cách này các bạn cần phải học edit video và share video. Trên YouTube thì có rất là nhiều người hướng dẫn nhé, các bạn có thể tham khảo. Rồi cái cách thứ 8 để bạn có thể kiếm tiền với app MB, đó là bạn có thể tiến hành chạy quảng cáo. Các bạn có thể chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, YouTube, Google. Kỹ năng chạy quảng cáo thì các bạn cần phải học nhé. Trong video này thì mình không hướng dẫn chuyên sâu được, các bạn có thể học hỏi thêm. Rồi thì MB là app của ngân hàng, cũng là app kiếm tiền uy tín. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký và giới thiệu nhé. Cái đường link đăng ký và video hướng dẫn cách đăng ký thì mình để dưới phần mô tả bình luận, các bạn nhấp vào xem làm theo nhé. Rồi thì video này của mình dừng lại tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment bên dưới mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share video ủng hộ mình nhé.